Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2, trang 80, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín? Để trả lời được câu hỏi này, các em cần đọc lại lý thuyết mục 2 nhỏ, hệ tuần hoàn kín, trang 78. Sau đây là lời giải chi tiết. Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín vì máu lưu thông liên tục trong mạch kín, máu từ tim vào động mạch, đến mao mạch, đến tĩnh mạch và lại trở về tim. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi 2, trang 80, sách giáo khoa sinh học lớp 11.